đào hoa và hút gái. Thì chị có bao giờ chị cảm thấy tủi thân ở trong vị trí mà phải ghen tuông chưa? Có chứ. Nhiều. Có nhiều rồi ta. Nhưng mà khi mà anh đi diễn nhà một bạn diễn là nữ ấy, mà mình cảm thấy cái bạn đấy có vấn đề. Có vấn đề. Có vấn đề. Thì thường chị em mình phụ nữ để ý được mấy đấy đúng không? Nhưng mà các bạn không để ý. Thì về nói là em không thích. Em thấy bạn rất sao sao, em không thích. Thì là lần sau mà có chương trình mời mà cả hai người là anh né. Thế nên là khi mà anh đi diễn ở các nơi xa mà bình thường mình có đi đâu, yên tâm cực kỳ luôn, không vấn đề gì. Anh Nghĩa ơi, nhưng mà em rất tò mò, em muốn đi sâu hơn vào trong cái suy nghĩ của anh là tại sao anh lại lựa chọn cái quyết định là mình sẽ né bạn ấy ra, mà không phải là lựa chọn cái việc là cố gắng hướng vợ mình nghĩ theo một cái hướng khác đi. Nghĩa lại cho rằng là cho phụ nữ có cái quyền được ghen, thì họ còn ghen là còn yêu. Suy cho cùng thì họ muốn điều gì, họ cũng muốn bảo vệ tổ ấm của họ thôi, hạnh phúc gia đình của họ, bảo vệ chồng mình thôi. Cho nên là Nghĩa sẽ dừng ở một cái mức vừa phải để cho vợ vẫn vui, và cái phía đồng nghiệp nữ hay là gì đó họ không biết được phản ứng của mình, thế thôi là được rồi. Wow. Nhưng mà em rất tin tưởng vào trực giác của người phụ nữ. Ví dụ như chồng em rất hay diễn với những bạn mà xinh ơi là xinh mà toàn hot hơn. Nhưng mà tuyệt đối em không bao giờ nhìn vào mà em lo lắng hay em không ghen tuông gì với những bạn đó cả. Nhưng duy nhất chỉ có một bạn mà em nhìn thấy chỉ cần một giây xuất hiện trong video là em biết ngay là có vấn đề. Từng có. Mà có vấn đề là rõ ràng con này nó thích chồng mình và nó tán còn được mà. Ừ, rồi khác được rồi. Ý em là người phụ nữ có trực giác cực kỳ nhạy cảm, nhất là liên quan đến người đàn ông của mình. Vậy thì em sẽ hỏi thẳng thế này, bởi vì em cũng là người trong nghề, em cũng là nghệ sĩ, em cũng làm nghệ thuật. Lúc mà em quyết định lấy vợ thì rất nhiều người khuyên là không nên lấy vợ sớm, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến nghề của mình. Thì anh theo nghề showbiz thì anh có tiếc là việc lấy vợ nó ảnh hưởng đến con đường, đến sự nghiệp nghệ thuật của anh không? Theo quan điểm của Nghĩa thì như này, cái tác động khác như là lấy vợ có con hay là gia đình thì chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng. Chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng về nghệ thuật thì cái yếu tố chính nhất của bạn là gì? Bạn vẫn phải là cái khả năng của mình. Đúng không ạ? Nhưng nếu như bạn làm chủ được những cái điều đó thì Nghĩa nghĩ rằng nó là không cần thiết. Mình có những niềm vui khác hơn nhiều. Đúng rồi, chính xác. Chính xác. Nếu như mà có một chương trình hay một bầu show nào đó gọi cho Nghĩa làm một cái vụ này rất là nhiều tiền, hay là nhiều fan, nhiều girl, nhiều gái chẳng hạn, và một bên thì bảo là thứ bảy chủ nhật này mình đưa các con đi chơi xa, thì chắc chắn Nghĩa sẽ chọn bên này. Cái tiền này mình có thể kiếm lại được, còn cái niềm vui của con cái mình thì mình không bao giờ mình kiếm lại được. Xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vì Sao Mình Cưới. Mình tên là CJ và đây là vợ mình. Là Thúc Phương. Thực ra là có một bài hát mà CJ rất là thích hát, đó là bài hát Ba Kẻ Con Nghe. Và hôm nay mình sẽ gặp một anh chàng đã cover lại cái bài hát này một cách vô cùng sáng tạo và tuyệt vời. Và cặp đôi này là ai? Chúng mình hãy làm quen ngay bây giờ. Xin mời. Ok, và xin chào mọi người, mình là Dương Trần Nghĩa. Xin chào mọi người, mình là Đỗ Thu Hà. Bọn mình thì cũng cưới nhau được cưới nhau được 9 năm. Có hai em bé, một em bé 3 tuổi, một em bé 7 tuổi. Nhưng mà tính tổng thời gian thì là anh chị đã bên nhau từ lúc quen nhau cho đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi ạ? Được 17 năm rồi. Ui, mình sẽ có rất là nhiều thứ để bóp phốt. Đấy, và đây là mục đích của chương trình của mình. Đi sao mình, đi sao mình cưới. Wow, ok. Vậy thì CD xin phép và hỏi đầu tiên luôn đi. Rồi. Mình bắt đầu từ ban đầu. Đây, giây phút ban đầu. Cách đây 17 năm ấy thì mình là đang là học cuối lớp 10, tại học cuối lớp 12. Nữ sinh. Khi mà mới bước vào trường ấy thì là không biết, anh ý là người hay diễn ở trên trường đâu. Thì có bác giám thị ấy mong bảo là con bố muốn là mai con đấy một thằng. Hot boy ở trường. Wow. Thì vô tình là một ngày vào chỗ bố chơi ấy, trốn học vào chỗ bố chơi, thì gặp ông này cũng đang trốn học ở đấy. Em rất tò mò biết là nhìn thấy anh Nghĩa thì ấn tượng đầu tiên lúc đấy chị cảm thấy như thế nào?
hiền hiền chồng ý nghĩa quê quê nói thẳng đấy. Đúng rồi, hồi em gầy lắm nhưng mà cảm giác nó như kiểu như là cái dịch bệnh ấy, bởi vì đi đâu cũng gặp, đi đi ăn cũng vô tình gặp, xong rồi là đi chơi với bạn cũng vô tình gặp. Thế thì anh nghĩ sao, hai vợ chồng đến nhau là tình đầu first love gặp bạn này thì cũng đúng như là một cái gì đó mình tưởng tượng từ trước đến nay là mình muốn được gặp một cái cô bé mà nó nhỏ nhắn, nó đáng yêu, lại có đeo kính nữa. Thì cũng hay trong mộng đúng không anh? Thế hay, nhưng mà hồi đó thì cũng chỉ coi nhau như là anh trai em gái thôi. Wow, anh em mưa gì? Được rồi. Bây giờ gọi là ai là người nói ra lời yêu trước? Ngại thế. Ngày xưa em nghĩ ấy là anh ấy có cảm tình cả một bạn. Cảm tình thôi, chưa phải là yêu. Với một bạn khác giới, tám không được ấy. Ngày nào cũng gọi điện chia sẻ với cả em nhà ấy là cái bạn đấy là đang rộ lên phim Hàn Quốc ấy. Thế là mình nghe thấy phim Hàn Quốc thì mình thấy ông ấy buồn, mình bảo anh ơi anh đừng buồn nữa, em thích anh rồi, anh đừng buồn vì một người khác. Nhưng mà nghe Hàn Quốc xến nhỉ. Cái thời gian đấy thì mình chỉ quý anh thôi, không hẳn là thích đâu. Thế là ai ngờ ông nghĩ thật ông mất tích nguyên một tuần luôn. Chị Hà xem quá nhiều phim Hàn Quốc, thế là anh thì tưởng thật, xong mà anh chạy mất dép. Mình gọi là mình trốn chạy thực tại, mình suy nghĩ. Suy nghĩ. Và sau đó thì Nghĩa quay trở lại và người tỏ tình. Đấy thì hôm đấy mưa nhỉ, mưa bão. Ui. Ngày 22 tháng 7 tỏ tình hôm mưa mà. Ui, 22 tháng 7 năm 2003. Hóa ra là người ta còn nhớ rất rõ. Được khoảng bao nhiêu lâu, chị Hà mới được? Nghe lúc đó, sau khi mình mất tích một tuần thì bây giờ mình nhớ lại là hồi đó mình đi nghỉ mát. Và sau đó là Nghĩa có mua một cái vòng rất là sâu. Thì mình có quay trở lại và thế là kiểu boy mới lớn ấy, cũng kiểu muốn thử xem cảm giác được yêu như nào. Boy mới lớn. Thử đấy á, không phải thật. Bắt đầu mà thử nhưng về sau thì thấy hay thì thật. Bây giờ mới bắt đầu tiết lộ đúng không? Mười mấy năm rồi, bây giờ mới bắt đầu tiết câu chuyện đúng không? Anh cũng thế thôi. Với nhau hết mà. Khi mà nhận lời xong ấy, hai đứa đi chơi với nhau đến quên cả giờ về nấu cơm cho bố mẹ luôn. Quên. Vậy thì lúc hẹn hò thì nụ hôn đầu tiên. Hôn thì là ngay cái tỏ tình em thấy. Là hôn luôn, hôn luôn. Thì ngay mà trời mưa như thế không hôn hơi phí. Đẹp mà cảnh đang đẹp đúng không? Lãng mạn. Vậy thì ôi giời, anh cứ toàn vậy thì rồi anh lại đá cho em. Thôi thì nói nốt đi. Thế thì ok. Sao mà đã yêu nhau? Sao mà đã hôn nhau? Hôn nhau. Vậy thì lần bắt đầu tiếp theo. Sau ấy là hết đến cưới. Mình anh kiểu thích người hơi cổ. Thật sự là không làm gì trước khi cưới hay là làm nhưng mà không dính thôi. Suốt 7 năm chỉ có hôn nhau thôi. Suốt 7 năm chỉ có hôn nhau thôi chứ làm gì mà kéo. Ủa anh tin. Anh tin thật. Không. Ui. Hôn nhau trong sáng. Cái quan điểm rõ ràng lắm. Chuyện đấy không vội. Nó thật là cái ham muốn của đàn ông thì ai cũng có thôi. Nhưng mà để mà khi mà vào tình yêu ấy thì khi mà người yêu mình chưa muốn hoặc nói chính xác là chưa sẵn sàng thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ được. Đúng không? Thì đây chờ được không? Thì đây cũng phải chờ. Nhưng mà thì đương nhiên cũng phải chờ nhưng mà Phương không chờ được, trong thời gian yêu nhau, gọi là hai người yêu đi, hai người cãi nhau, ui nhiều. Hoặc là nặng hơn là đã từng chia ly chưa? Hả? Có chia tay một lần rồi. Em nói đi em. Sao anh đi nói lại? Hả? Hay không nói? Anh mấy quá khứ đau buồn anh hay quên. Này, em ngửi được cái mùi tội lỗi đây. Đây chắc chắn là tội của ông này rồi. Không lưu ở trong đầu, trong cuộc sống. Cuộc sống. Cuộc sống mà đúng không? Tất nhiên là một điều là rất khó để có thể gìn giữ được cái ngọn lửa tình yêu trong một cái quá trình nó lâu dài như vậy. Và ai thì cũng biết, nhưng mà bản thân Nghĩa hay là kể cả vợ Nghĩa cũng thế, cũng đã từng có một khoảng thời gian mà bị gọi là say nắng hay là rung động trước một ai đó khác. Nhưng mà để mà gọi là mình lún sâu vào chuyện đấy thì cả hai vợ chồng được cái là chưa bị. Cho nên là hai vợ chồng thì cũng gọi là tạm dừng một thời gian
Vậy là... nhưng mà tạm dừng nhưng mà ngày nào cũng gặp. Tạm dừng nhưng mà vẫn gặp. Tạm dừng ngày nào gặp. Chia tay nhá. Xong mình ngày mai lại gặp nhau ở chỗ ăn này. Chỗ uống này đến kiểu kiểu thế. Thế thì... nhưng mà gặp thì không... không, không kiểu âu yếm hay yêu thương như kiểu không có hành động như lại như anh em như bình thường. Thế thì lúc mà ai là người phát hiện trước? Anh ấy thấy là không ai phát hiện cả. Mà là... từ cả hai tạm tự thật với nhau. Bởi vì cả Nghĩa và Hà thì đều giữ bí mật rất là kém. Ok. Đấy như hôm nay này cũng kém. Wow. Chính vì này tông hát ở đây này này. Wow. Nhưng mà theo như Nghĩa thấy thì đấy cũng là một cái đức tính tốt đúng không ạ? Thì hai người nên chia sẻ thật với nhau những cái điều mà mình cảm thấy là nó hơi sai trái một chút. Để cùng nhau giải quyết. Thì cuối cùng thì bọn tôi cũng đã làm được để ngồi đây đến thời điểm này. Đây giống như kiểu là một cuộc giãn cách. Kiểu... rồi, giãn cách xã hội. Wow. Thế là lại trạng thái bình thường mới. Thật ra thì cái chuyện mà cãi vã thì nhiều lắm. Thậm chí có lúc còn chồng mất kiểm soát, còn vung tay vung chân đánh nhau chí chóe luôn các kiểu. Tức là một cái gì đó gọi là vãi trưởng. Wow. Thậm chí đến mức độ mà Nghĩa vẫn nhớ là cái hồi mà mình sắp cưới nhau ấy. Thì cái ngày dạm ngõ, Nghĩa và Hà lại cãi nhau một lần nữa. Và hồi đó thì không hiểu Nghĩa suy nghĩ như nào, Nghĩa quyết định là đây có cái lịch của ngày dạm ngõ rồi, nhưng Nghĩa quyết định bỏ đi đi chơi để wow. Để không về cái buổi ngày hôm đó. Em là người bảo không cưới ấy. À cái này đúng, cái này đúng. Thế là em là người bảo không cưới, sau đó em là, bảo sau đó là anh chán quá anh bỏ đi chơi đúng không? Đi chơi ấy. Xong rồi ở nhà bố thuyết phục cưới. Đúng. Thôi đúng. Cả hai bên gia đình đều thuyết phục cưới, bắt đầu mới nhắn Facebook ấy. Thôi rồi lại cưới. Wow. Thế cái anh chị có nhớ rõ là cái ngày hôm đấy là xô xát vì lý do gì không? Có một cái quá trình chuẩn bị đám cưới nó hơi phức tạp hai bên nó hơi bị đúng rồi trục trặc. Nó không có nên chuyện đấy là cũng là chuyện bình thường mà thực ra cũng diễn ra rất là nhiều trong trong các cái đám cưới truyền thống ở Việt Nam, bởi vì thật ra em cảm thấy như là đám cưới ở Việt Nam mình ý, thì đám cưới chủ yếu 80% là vì quan họ hai bên đúng không? Chứ còn hai vợ chồng thì lại rất là đơn giản. Rất đơn giản. Người ta hay có một cái câu là chàng trai đã ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi bây giờ ở đâu? Tức là giống như là mặc định rằng là những cái mối tình học sinh ý, nhất là những mối tình đầu, thường là những mối tình không bền vững, thường là kết thúc sẽ êm đẹp, thường là những cái kỷ niệm đúng không? Nó sẽ chỉ là kỷ niệm thôi. Vậy thì bí quyết gì để mà anh chị có thể ở bên nhau lâu như thế mà để mà đi được đến cái đoạn kết hạnh phúc như thế này? Nó chỉ đúng một từ thôi, đó là sự nhường nhịn và tôn trọng. Nhường nhịn ở đây có nghĩa là gì? Cả vợ cả chồng, một trong hai người thấy ai đó mà cảm thấy là không vừa mắt mình hay làm sai một cái điều gì, nếu như mình bỏ qua được cứ bỏ qua đi, đúng không? Vì nó thật ra nó không ảnh hưởng gì đến người xung quanh hay là như nào, bởi vì mình sống với vợ mình mà. Vợ mình sống với chồng mình thì cái đó chỉ vợ mình sống với chồng mình là ai? Vợ mình sống với chồng mình vợ sống với mình. Không, nhưng mà phải nói thật là trong cái cuộc hôn nhân này ấy, anh Nghĩa là người nhịn mình nhiều hơn. Vì mình là người rất nóng tính. Wow. Xong cái với nhường nhịn nhé, bây giờ chúng ta đến tôn trọng. Tôn trọng là gì? Với Nghĩa thì ai cũng sẽ có những sở thích cá nhân. Chúng ta đều phải tôn trọng, đó là cái khoảng trời riêng, nó là sở thích cá nhân riêng họ. Được biết là các anh làm nghệ thuật giống như anh Nghĩa ấy, thì thường là rất là đào hoa và hút gái. Thì chị có bao giờ chị cảm thấy tủi thân ở trong vị trí mà phải ghen tuông chưa? Có chứ. Nhiều. Có nhiều rồi ta. Nhưng mà khi mà anh đi diễn là một bạn diễn là nữ ấy, mà mình cảm thấy cái bạn đấy có vấn đề. Có vấn đề thì thường chị em mình phụ nữ để ý được mấy đấy đúng không, nhưng mà các bạn không để ý. Thì về nói là em không thích, em thấy bạn rất sao em không thích. Thì là lần sau mà có chương trình mời mà cả hai người là anh né. Thế nên là khi mà anh đi diễn ở các nơi xa mà bình thường mình có đi đâu, yên tâm cực kỳ luôn, không vấn đề gì. Anh Nghĩa ơi, nhưng mà em rất tò mò, em muốn đi sâu hơn vào trong cái suy nghĩ của anh là tại sao anh lại lựa chọn cái quyết định là mình sẽ né bạn ấy ra, mà không phải là lựa chọn cái việc là cố gắng hướng vợ mình nghĩ theo một cái hướng khác đi. Nghĩa lại cho rằng là cho phụ nữ có cái quyền được ghen. Thì họ còn ghen là còn yêu. Suy cho cùng
thì họ muốn điều gì, họ cũng muốn bảo vệ tổ ấm của họ thôi, hạnh phúc gia đình họ, của họ bảo vệ cho mình thôi. Cho nên là Nghĩa sẽ dừng ở một cái mức vừa phải để cho vợ vẫn vui, và cái phía đồng nghiệp nữ hay là gì đó họ không biết được phản ứng của mình, thế thôi là làm được rồi. Wow. Nhưng mà em rất tin tưởng vào trực giác của người phụ nữ. Ví dụ như chồng em rất hay diễn với những bạn mà xinh ơi là xinh mà toàn hot hơn. Nhưng mà tuyệt đối em không bao giờ em nhìn vào mà em lo lắng hay em không ghen tuông gì với những bạn đó cả. Nhưng duy nhất chỉ có một bạn mà em nhìn thấy chỉ cần một giây xuất hiện trong video là em biết ngay là có vấn đề. Từng có. Mà có vấn đề thật. Rõ ràng con này nó thích chồng mình và nó tán còn được mà. Ui rồi khác được rồi. Sao mà cũng rồi khác được không ạ? Ý em là người phụ nữ có trực giác cực kỳ nhạy cảm, nhất là liên quan đến người đàn ông của mình. Vậy thì em sẽ hỏi thẳng thế này, bởi vì em cũng là người trong nghề, em cũng là nghệ sĩ, em cũng làm nghệ thuật. Lúc mà em quyết định lấy vợ thì rất nhiều người khuyên là không nên lấy vợ sớm, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến nghề của mình. Thì anh theo nghề showbiz thì anh có tiếc là việc lấy vợ nó ảnh hưởng đến con đường, đến sự nghiệp nghệ thuật của anh không? Theo quan điểm của Nghĩa thì như này, cái tác động khác như là lấy vợ có con hay là gia đình thì chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng. Chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng về nghệ thuật thì cái yếu tố chính nhất của bạn là gì? Bạn vẫn phải là cái khả năng của mình. Đúng không ạ? Nhưng nếu như bạn làm chủ được những cái điều đó thì Nghĩa nghĩ rằng nó không cần thiết. Mình có những niềm vui khác hơn nhiều. Đúng rồi, chính xác. Đúng không? Chính xác. Nếu như mà có một chương trình hay một bầu show nào đó gọi cho Nghĩa làm một cái vụ này rất là nhiều tiền, hay là nhiều fan, nhiều girl, nhiều gái chẳng hạn, và một bên thì bảo là thứ bảy chủ nhật này mình đưa các con đi chơi xa, thì chắc chắn Nghĩa sẽ chọn bên này. Cái tiền này mình có thể kiếm lại được, còn cái niềm vui của con cái mình thì mình không bao giờ mình kiếm lại được. Nghĩa là thần tượng mới của em. Wow. Vậy thì sau khi hai anh chị đã cưới nhau về xong rồi, thì mình thấy đối phương có thay đổi gì không? Thời điểm mà trước khi cưới nhau thì là 8 năm, thì trước đó thì Hà rất nóng tính. Khi mà có vấn đề gì xảy ra thì bạn ấy bị mất kiểm soát. Nhưng bây giờ thì Hà phải nói là Hà rất là nền tính rất là nhiều. Hà xử lý công việc một cách nó trơn tru và nó dịu dàng hơn. Đổi lại bây giờ Nghĩa mới là người nóng tính. Ngày xưa Nghĩa rất là nền, bây giờ Nghĩa hơi nóng tính một chút. Vậy thì anh Nghĩa có thay đổi gì không? Ngày xưa yêu nhá, là mình đi làm thì anh ấy ở nhà anh sẽ chuẩn bị cơm nước, đồ ăn, đồ uống rất là chỉn chu mà mang vào cộng đồng, mang về đến cơ quan hết. Nhưng bây giờ ấy, sau khi cưới xong đến một bữa cơm không có. Bây giờ là nhiệm vụ đấy là của mẹ và vợ. Mẹ mình với cả vợ mình lại nấu ăn lại ngon quá, thế mình có bếp làm gì đúng không? Đúng rồi đấy. Đổi trắng đen này, đổi đen thì trắng. Của hai anh chị hôm nay là người đen, người trắng. Giờ bây giờ đến lúc mà được một tiết mục mà khán giả chúng ta luôn mong chờ, đó là kể ba thật xấu. Ông thứ nhất là thích nhậu mà nhậu từng dậy ông rất nhiều bạn. Một tuần ông phải nhậu, và nếu mà vui cũng phải nhẹ nhàng 4-5 lần. Ui, nhưng mà bây giờ hám lại, còn thế nào vui là bằng 2-3 lần. Chỉn chu quá mức này. Ồ, nó lại mề ấy. Nhiều khi chuẩn bị còn lâu hơn cả vợ. Đúng rồi, thấy ông đã đi giày rồi thì mình mới đi ra bảo không, hôm nay mình không phải chờ. Cuối cùng đứng ghế vẫn cứ phải hò. Phải không ơi. Ôi. Vậy là người ra khỏi nhà cuối cùng. Làm mọi việc xong cuối cùng. Thêm một cái gì nữa chỉ gọi là anh gợi ý em. Siêu xấu. Bây giờ nhá, anh về anh phải hỗ trợ em về nhà với đi. Trước ngày cái gì cũng em khi nào cho con ngủ em bắt đầu lên đặt quần áo, thôi quần áo rồi lau một lúc 5 tầng nhà, thì gọi FaceTime ra anh ấy để anh biết là mình cực khổ cho hai chồng vợ lau 5 tầng nhà này. Ô thế à, vợ giỏi thế. Đúng mà, anh ấy nói đúng mà. Nếu mà phải em thì em cũng sẽ khen chị giỏi thế. Vậy là bản thân em nói là chờ tí chồng về chồng giúp. Không. Nhưng mà dám bao giờ chị nói thẳng luôn vào mặt là anh về giúp em đi. Có rồi. Thế anh có về không? Không. Anh nghỉ giúp em một tí. Anh kêu là cái gì nhỉ? Thì em phải nói thì anh mới giúp, ok, lần sau mình nói thì
Thôi em làm đi. Thôi em làm đi. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân em thì đấy không phải là việc để giúp, đấy là việc dùng cái từ là chia sẻ thôi. Em rất là kỵ dùng những cái việc nhà, ví dụ như là trông con giúp vợ này, là rửa bát giúp vợ này, bởi vì đấy không phải là việc của mình, đấy là việc của chung. Nhưng bây giờ là anh nhé. Mời anh nhé. Cái tài xế đầu tiên thì cái sự không chăm chút cho bản thân, bạn ý quá quan tâm đến cái công việc khác để cho nó chỉ chu, đấy cũng là một cái lý do mà tại sao mình bị lười. Mình lười thì không phải mình ngại giúp, mà là mình đôi khi mình làm với bạn ý mà không vừa ý bạn ý thì thành ra hai vợ chồng cãi nhau. Thế là tồi đoán hả? Cái này là đoán kia. Cái này là phải đoán tay. Cái này là em nhớ lại cái bức này rồi em đi khác đi. Ở đâu đi kêu gọi đồng minh ấy. Cái tật xấu thứ hai là cái tật xấu như mình đã nói trong câu chuyện người đó là cái sự nóng tính. Sự nóng tính đến bây giờ vẫn còn. Nhưng mà qua một thời gian thì mình cũng cảm thấy được đấy, mình quen rồi và mình nhịn được. Không, nhưng mà nóng tính quá. Em đi sang phòng. Thế là mình. Thôi anh là quen rồi. Thế là mình tự nhiên. Rồi, ok, tật xấu thứ ba nào? Không có. Bạn ấy mình lại nhớ là để mình nói rồi bây giờ mình lại quên. Cố lên. Không có đâu. Chương trình vẫn đi chờ. Hai cái bạn. Ok, vậy đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần của chương trình gọi là phần mà chúng ta sẽ phải trả lời những câu hỏi nguy hiểm. Mình có hai bạn này cho hai anh chị. Rồi. Thì nếu bạn đồng ý với câu này thì mình sẽ đưa ra chữ O. Nếu mà không đồng ý thì chữ X gì? Ok. Câu hỏi đầu tiên. Tôi là người kiểm soát nhiều hơn trong cuộc hôn nhân này. Đúng rồi. À, hai vẫn được mà. Bởi vì là hai vợ chồng chị là hay chia sẻ với nhau. Gần như là Hà là quyết đoán nhiều hơn, nhưng mà hai bên đều hỏi qua ý của kia chưa? Đấy, thế là quá tuyệt vời rồi. Wow, ok. Và câu hỏi nguy hiểm số 2 là đã có lúc tuổi thân vô cùng vì đối phương chưa? Đã có lúc thì chị ơi, anh ấy đã làm gì? Thì cái thời gian mà anh đi thi The Voice ấy, thì là lúc đấy là chị đang bầu bé thứ bé đầu tiên ấy. Là đi đẻ một mình. Cái lúc mà mình chuyển dạ là lúc mình đau nhất thì không có anh ở bên cạnh. Cái lúc đấy là mấy giờ nhỉ, 3-4 giờ sáng là chị gọi điện thì khóc với anh ấy. Bài hát đầu tiên mà anh chị giáo voi ấy thì là anh hát tặng cho con mình, cái tên bài là Angel. Thiên thần ấy, thì trước khi mà nhân tiện anh cũng kể một kỷ niệm rất là đẹp nữa, là trước khi mà lên thi cái vòng giấu mặt ấy, vòng blind audition, thì Nghĩa nhận được một cái đĩa vợ gửi từ Hà Nội vào Sài Gòn. Wow. Đối biết ở trong đĩa có tiếng gì? Tiếng khóc. Lúc đấy chưa sinh. À, trái tim. Đúng rồi. Tim đập. Ui rồi ôi. Nó chỉ đập, bây giờ kể vui nó chỉ đập bò bình thường thôi. Bò. Nó rất bình thường, nhưng mà không hiểu sao cái lúc đó nó hay lắm. Không tả được. Và chính vì cái điều đó thì Nghĩa cũng dành cái thời gian sau cuộc thi để có thể là chăm sóc gia đình mình nhiều hơn này. Và cái em bé thứ hai cũng là một cái cơ hội để Nghĩa được bù đắp và làm lại. Thế thì mình sẽ đến câu hỏi thứ ba. Tôi từng có lúc muốn quay trở lại cuộc sống độc thân. Nhưng mà với đôi vợ chồng này, mình không nghĩ là kiểu họ có thể nhớ lại thời gian độc thân ấy như thế nào nữa. Bởi vì ở bên cạnh nhau quá lâu rồi, rất là lâu rồi. Hợp lý. Và cái này cũng có gì để khai thác thêm, bởi vì mình nghe câu trả lời mình cũng biết. Về thì nhà về xin thế này luôn nhá. Sẵn sàng chưa? Đọc bài hiểu đấy. Ok. Kỹ năng chăn gối của đối phương tệ đi theo thời gian. Anh ấy phải suy nghĩ. Sao có suy nghĩ là bởi vì là nó hiểu mình đá bóng đấy. Anh này được cái cô nhà bóng này. Ở Việt Nam ấy thì có cái câu là phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. À rồi, ok. Thì anh em mình nó thuộc ở dạng đẳng cấp. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn có phong độ nhất thời. Đúng không? Thì anh suy nghĩ ở cái chỗ đấy. Rồi, ok. Tức là hai người có thoải mái
và cởi mở về chuyện chăn. Thật ra thì chuyện đấy thì bọn mình cũng bình thường thôi, không có gì phải xấu hổ cả. Bởi vì là khi mà kể cả là 5 năm, 10 năm hay 20 năm, nếu như mà cả hai bên đều còn tình yêu thì cái chuyện đấy nó vẫn hấp dẫn và... Quan trọng là tình cảm giữa hai vợ chồng, phải không? Tức là tình cảm vợ chồng nó... Không tuổi ấy, phóng vàng là được rồi. Thế thì từ 1 đến 10 thì hai anh chị hãy chóng cho nhau điểm về kỹ năng chăn gối. Mà điểm là do mình cho mà có ai người ta kiểm chứng được. Thế đúng rồi, tức là do mình chứ, đúng không? 10 điểm luôn. Ôi giời ơi. Tôi nói ngay từ đầu là vì sao mình cười chén. Đổi kiểu một chương trình dành cho CJ này. Thế thì anh chấm điểm cho vợ đi. Anh chấm điểm cho vợ đi. Vợ anh ạ. Bảy. Cô ý thì con người nó rất là nhẹ nhàng và cô ý hiền. Thế em hỏi luôn nhé, anh là người hay chủ động hơn? Đây đấy. Nhưng mà chưa khi kết hôn thì ai là người chủ động hơn? Đây đấy. Chưa khi kết hôn là tay con, chưa kết hôn không anh này. Chưa khi kết hôn thì chưa có. Anh bị bẫy rồi. Anh đang trêu anh luôn. Nói là wow, hay quá. Vậy thì ngoài cái việc là vợ chưa được chủ động cho lắm thì anh còn đóng góp một cái gọi là góp ý nho nhỏ nào để cho vợ tăng điểu số không, hay là anh không cần vợ phải tăng điểu? Không quan trọng gì này, mình đủ dùng, đủ dùng rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo, một câu hỏi rất là phụ thôi, đó là khi mà một cặp vợ chồng mà đã yêu nhau cưới nhau một thời gian rất là lâu rồi thì thường rất là thích đổi mới trong cái chuyện chăn gối. Thế thì nếu như mà được chọn vai diễn và chơi trò chơi đóng vai thì mà tiếng Anh thì nó gọi là fantasy đúng không? Fantasy rồi là role play. Đấy, thì anh chị sẽ chọn vai diễn nào? Thật ra bọn mình chưa có khái niệm đó. Rồi, sau này thế thì gọi là em với vợ em đã cho anh một cái gợi ý làm sao mà có thể để em có biết là em chỉ nói thế thôi. Này anh ơi, hôm sau bộ này về chỉ nhà lên tận 10:30 đấy. Ôi, 10:30. Wow, ok. Phần này là Obi lại là người đứng ra để dụ dỗ. Em muốn là nhìn thấy đôi mình quay lại, quay mặt với nhau nào, đối mặt này, và hãy dành cho nhau những cử chỉ, những lời nói tình cảm nhất, chân thành nhất mà mọi người chưa dám bày tỏ. Đây về nhìn này đúng không? Xong rồi kiểu như là qua chương trình ngày hôm nay ấy, thì anh cũng hiểu em hơn ấy. Thì hy vọng là về sau em cho anh đi lại vòng thoải mái. Ôi trời ơi, đây gọi là thể loại người rất là khôn cho việc lợi dụng. anh xong rồi. Thế em muốn chia sẻ anh gửi gắm điều gì với anh em mới nói. Sau mà đi viện nhiều ấy. Cảm ơn cặp đôi vô cùng thú vị này đã đến với chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Ta sẽ gặp nhau vào chương trình tiếp theo. CJ với OB, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.